Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ sang ảnh này khó hơn này. Đấy, anh em để ý này, bây giờ bắt đầu mình sẽ sao chép ảnh này này thì vẫn là cái gì? Vẫn là cái gì khác đầu tiên, cái điểm gì mà khác biệt giữa hai tấm hình này, cái điều khác biệt đầu tiên là gì? Thì bắt đầu mình kéo cái đấy. Thì cái ảnh này anh em có thể cùng kéo màu với mình nhé, anh em có thể cùng kéo màu, anh em cảm thấy nó khác cái gì thì em cứ comment, anh em cảm thấy nó khác cái gì lớn nhất em cứ comment, và đó mình sẽ can thiệp từng cái công cụ một, vì những cái mà anh em đưa ra thì ví dụ sai đâu mình sẽ sửa luôn ở đấy được. Thì anh em cứ thử lốt ở trong ảnh này, hoặc là anh em không kịp lốt trên comment thì anh em cứ thử nghĩ xem là lấy ảnh này mình sẽ kéo gì, trong trường hợp mà mình kéo khác đi thì em sẽ phải hiểu ngay cái điều đấy tại sao mình lại kéo khác đi nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng, ở đầu tiên là basic. Điều khác nhất là gì? Ảnh này nó hơi xanh và nó không bị vàng, giảm nó đi. Tiếp theo nó hơi bị tím, giảm màu xanh đi. Cái ảnh này là nhìn này anh em này, ban đầu thoạt đầu khi mà kéo anh em thấy cảm thấy nó dễ, có nghĩa là nhìn nó sẽ màu lo lá, nhưng mà để mà làm chuẩn được cái này rất là khó nhé, không hề dễ đâu nhé. Phong cách của ảnh Trung Quốc hoặc Hàn Quốc là như vậy. Mặc dù nhìn nó rất đơn giản nhưng để làm theo giống nó thì rất là khó. Đấy, giảm nhiệt độ màu rồi, giảm tím đúng không? Tiếp theo này có một cái rất là quan trọng với những phong cách này là gì? Là mình sẽ giảm shadow đi này. Sau đó mình sẽ tăng black này này. Giảm shadow tăng black thì nó sẽ tạo ra một cái lớp phủ sáng lên tấm hình nha, anh em nhìn cái tấm hình nó sẽ sáng lên. Bình thường đã chuẩn ra vừa mình đánh dạy anh em là đó là gì? Giảm black và tăng shadow. Giảm black tăng shadow, nhưng nếu mà giảm black shadow làm cho tấm hình nó trong nhưng nó sẽ bị chết đen và nó không thể lên được cái lớp phủ như thế này. Đấy. Đây, cộng một chút contrast đây này, cộng shadow đây này. Đấy, thì anh em nhìn thấy cái màu, những cái màu nóng của tấm hình này vẫn còn, thì ở đây mình sẽ trừ là gì? Mình sẽ trừ vibrant chứ không phải trừ saturation nhé. Bình thường là trừ saturation nhưng ở đây mình sẽ trừ vibrant. Đấy, sau đó mình muốn cái độ bóng kéo cao tí nên nó sẽ tạo ra cái độ bóng của tấm hình. Giảm highlight thì để nó lên được chi tiết của cái áo, giảm highlight để lên được chi tiết của cái áo chứ rẻ. Kết hợp giảm cả ngoài xuống. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ giảm kênh màu tổng thể đã, làm tổng thể cho nó giống trước rồi bắt đầu đi vào chi tiết. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ vào kênh màu này, màu vàng nó hơi thừa. Tiếp theo giảm màu xanh đi. Rồi màu vàng nó thừa và bây giờ nó bị tối này, tăng sáng lên. Vẫn thừa vàng, giảm tiếp vàng đi. Chuyển cái màu vàng nó sang hơi xanh green một tí. Đấy, như vậy là cái màu vàng của mình nó đã la giống ở trên màu hoa, chi tiết là giống rồi. Bây giờ phần da mặt làm sao để da mặt nó xanh này thì dùng hue tăng lại đen. Và tí mình sẽ nói cho anh em cái cách để anh em kết hợp cái công cụ màu với những chiếc ảnh mà tạo phủ như thế này thì mình phải sử dụng cái công cụ như thế nào. Quan trọng nhất là gì? Tư duy về công cụ chứ không phải là hướng dẫn anh em kéo theo màu này. Đấy, vì sau này có thể anh em sẽ không có cái file gốc như này để mà kéo theo màu này mà mình bắt buộc mình phải làm trên cái file khác chẳng hạn. Thì cái quan trọng là gì, mình học cái tool thôi, học về cái tác dụng của những công cụ và cách kết hợp với nó với nhau thôi, chứ không phải là mình học để sao chép được giống cái ảnh này. Đấy, rồi bây giờ tiếp theo là ở cái phần áo này, đó là phần nào, phần shadow đó là phần nào. Shadow thì nó khá là ok rồi đúng không, nhưng bây giờ cái phần áo nó đang ám một chút highlight thì bây giờ mình làm đâu vào đâu, vào công cụ là color garden, chọn là highlight vì cái áo này thuộc highlight. Sau đó thì mình sẽ chọn cho nó một cái màu xanh, thì cái màu xanh này mình sẽ tăng lên và mình giữ an đây thì cái này nó sẽ không thay đổi này, anh em nhìn nó hiển thị ra một cái đường này, nó sẽ hiển thị ra một cái đường ở đây và lúc khi đó mình kéo nó không thể thay đổi chỗ khác được. Đó, nó sẽ làm ở cái đường đây. Còn nếu mình giữ control thì sao, mình giữ control nó hiển thị ra cái vòng tròn màu sắc, cái vòng tròn này nó sẽ được cố định ở trong cái điểm này để mình lựa chọn cái màu ám lên cho nó chuẩn, màu ám lên cho nó chuẩn. Đấy, thì ở đây nó áo lên chuẩn rồi này. Nhưng cái hay đó là nó tăng sao dần hơi cao, giảm sao dần xuống, nhưng nó vẫn phải ám xanh nhá. Và đến đây là một cái này, đến đây thì anh em sẽ thấy cái ưu điểm cực kỳ lớn là gì? Ưu điểm cực kỳ lớn ở cái phần này là có phần lumion, gọi là không gian màu, và có thêm cái lumion là sắc độ sáng tối của màu. Thì ở đây có phải cái áo nó đang bị sáng thì giảm nó xuống một chút không? Giảm một chút nữa là ok không? Rồi bây giờ tiếp theo là mình còn ảnh này vẫn còn phủ hơn và nó có một cái lớp phủ sáng hơn tí nữa. Mình đã giảm shadow tăng black nhưng nó vẫn chưa tạo phủ. Rồi kết hợp thêm công cụ này bắt đầu nó khó hơn một chút là sử dụng thêm trên cớp chốt điểm vào đây. Tăng cái này lên này.
tăng hai lên một chút ở đỉnh OH là đỉnh đỉnh highlight một chút, tăng hai lên một chút. Đấy, tăng nhưng anh em phải tăng đều, nếu mà trong giờ này nhiều anh em mà tăng mỗi thế này thôi thì phần đen nó động. Đấy, mình tăng đều để cái giải từ mid tông trở xuống ấy nó tăng đều lên và nó tạo ra một lớp phủ sáng lên tấm hình. Đấy, sau đó thì xuống color mix mình can thiệp về da, can thiệp màu da. Đấy, can thiệp màu da và bây giờ mình sẽ dùng Lumia mình kéo sáng lên, kéo sáng màu da lên tí. Da hơi xanh thì dùng hue đổi lại, vừa mình cộng 5 thì mình giảm đi một chút. Xem lại màu môi. Đấy. Rồi, ok, tạm thời đến giờ mình này đã ok đấy, nó có một lớp phủ nhẹ và bây giờ mình chuyển gì tớt đây. Rồi, với ảnh này thì làm gì? Ảnh này anh em nhớ là với những ảnh mà kiểu lớp phủ này, cái phần shadow nó êm như thế này này. Cái phần shadow mà tóc tai nó mềm như thế này thì chắc chắn phải giảm shadow và tăng black. Thì cái tóc nó mới êm được như thế này. Và tận dụng cái này để sau này khi mà mình làm những cái tông màu như là Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc nhẹ nhàng hay là Việt Nam mà muốn là cái ảnh nó êm thì mình nhớ là giảm shadow và tăng black. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái tiếp theo là ở đây muốn tạo ra một cái lớp phủ mà nó trắng trắng như thế mình thì mình phải làm sao, mình phải sử dụng ở cướp và đó mình tăng trắng lên, tăng cái đỉnh nhỏ highlight lên, giữ lại một mid tông và tăng từ cái điểm mid tông nữa là tăng shadow, tăng kèm cho black thì nó sẽ tạo ra lớp phủ và nó hơi sáng. Và cái nữa là cách ám màu vần sáng và ám màu vần tối, cái này gọi là lớp phủ màu vần sáng và vần tối. Thì khi mà mình muốn thay đổi màu sắc ở một cái điểm sáng hay điểm tối trên cái dải màu thì mình phải lựa chọn đúng là highlight hay là shadow hay là mid tone, phân tích được cái điểm đấy. Sau đó mình ứng dụng cái phần color gradient này vào để mình áp màu, thì ở đây nó sẽ tăng cái đầu tiên mình sẽ lựa chọn kênh màu, sau đó mình tăng cái độ màu, độ bão hòa làm ám lên cái chất liệu và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng vào highlight chẳng hạn. Còn cái phần Lumion là mức độ sáng tối, ví dụ mình muốn nó sáng hơn thì kéo này lên thì nó sẽ làm cho phần áo, cái phần giải sáng nó sẽ trắng lên. Đấy thì anh em sẽ nắm được cái phần color gradient là một chút vào cướp và một chút ở phần basic. Đấy. Rồi thì cái ảnh này anh em đã hiểu cái nào chưa nhỉ? Anh em đã hiểu cái nào ảnh này không và thấy nó có dễ không? 149 anh em, một số anh em đã out trước rồi. Thì em lưu ý là những anh em nào theo dõi hết cái livestream này thì sẽ được theo dõi hết 3 buổi livestream còn lại. Còn những anh em nào out trước hoặc là những cái bạn mà không theo dõi buổi livestream này thì buổi sau sẽ không xem được. Thì sau buổi livestream mình sẽ gửi cho em một cái form đăng ký và mình sẽ chuyển sang một group khác nhé. Rồi anh em đã hiểu cái cách làm của file này chưa? Thấy nó có đơn giản không? Thì cái này giúp anh em hiểu về một số cách tạo phủ đơn giản ở trên camera đấy. Before này, after này, before này, after này. Before này, after này, before này, after này, before này, after này. Đấy, như vậy là mình đã có một cái tấm hình rất là sạch sẽ và làm cũng khá là đơn giản đúng không? Không cần kéo blue kia ở thầy blue làm nhỉ? À blue ở hoa này à? Hoa này vẫn hơi khác một chút đúng không? Anh em tăng blue lên là xong, cái đấy thì không không cần nhá. Ví dụ như là cái màn hình của mình ấy, nếu mà các bạn là anh em nó đang xem qua cái màn hình của anh em thì thấy là nó dài hơn đúng không? Thì đây là mình đang sử dụng trên cái màn hình 34 inch, là cái màn hình của mình chuyên để tập trung vào công việc là training, thì mình sử dụng cái màn hình nó dài hơn của anh em một chút để so sánh giữa hình mẫu và hình gốc đấy thì nó dễ hơn đấy. Và cũng chia sẻ với anh em nhé, anh em cần này nhớ và tư duy về công cụ, hiểu về cách ám màu chứ không phải là anh em học để sao chép theo cái ảnh này nhé. Sao chép ảnh này thì anh em có một cái ảnh giống như vậy thì anh em mới làm được. Quan trọng là anh em phải có cái tư duy để học được về phần tool, hiểu về cách phân tích tấm hình, đấy mới là cái rất là quan trọng. Chứ còn cái phần mà để sao chép cho màu sắc trong tấm hình nó chỉ chuẩn được trên cái hình này thôi, và có thể sang hình khác nó sẽ bị thay đổi đấy. Ở đây thì trước đây nhá, mình cho em xem cái thêm cái này nữa. Trước đây của mình ấy, thì mình có thêm một cái công cụ, đó là công cụ đo màu. Anh em nhìn nhé, đây là đo ra giải màu hai tấm hình này. Đấy, thì anh em thấy sao? Đây là công cụ đo màu của người Trung Quốc. Lúc đấy mình học 2017-2018 về để giúp mình phân tích đo màu giữa hai tấm hình xem nó có khác nhau hay không. Cái giải màu có nghĩa là khi mà làm này thì nó sẽ phân tích về giải màu, nó sẽ làm cho hai tấm hình ấy nó sẽ đưa về cùng cái giải màu đấy, thì nó sẽ phân tích được hai tấm hình nó khác nhau hay không. Thật ra cái này nó hơi khó một chút, nên là mình không có đẩy nhiều, cái này nó hơi sâu và nâng cao đấy. Nhưng để mà khi làm xong ấy
chuẩn nhất là gì, sử dụng một cái lớp màu để đo xem là à, phân tích cái giải màu là cái tấm hình này, hai giải màu tấm hình nó có giống nhau hay không. Ví dụ như hai tấm hình này này, đấy, phần da này, phần gỗ này, đúng không, anh em nhìn thấy nó có giống nhau không, anh em thấy hai cái dàn giải màu nó có giống nhau không? Phần mũ này hơi khác này, phần mũ hơi khác một chút, bên này nó hơi cyan, còn bên này nó hơi hơi green một chút, còn lại tất cả chi tiết tấm hình nó gần như là rất là chuẩn đấy. Thì khi mà mình làm xong mình có cái đo màu để mình đánh giá được nó có chuẩn hay không. Thực ra cái này hơi khó nên là có thể anh em chưa cần phải sử dụng đến nó nhá. Đấy, thì ví dụ anh em nào không tin thì mình kéo cho anh em thử là à, cái ảnh này mình làm theo cách khác để em xem là nó chuẩn hay không, em mới biết ngay nhá. Có nghĩa là mình thử à, làm cái giải màu nó khác đi xem là nó đo màu nó còn chuẩn nữa không. Ví dụ mình làm như này đi, để như này đi. Rồi bây giờ mình xuống cái phần color lên là mình không phủ ở đây nữa mà mình phủ ở đây. Đấy, sau đó mình open ra và mình là đo màu à. Đấy anh em nhìn này, tức là mình đo màu nha, ba tấm hình đấy. Đấy, cùng một cái lớp bên đây. Đấy, mình sẽ đo màu. Ở đây mình sẽ để là bắp đi. Đấy, thì anh em nhìn thấy sao nhỉ? Anh em có thấy nó khác không? Anh em thấy nó khác không nhỉ? Em comment nhé, anh em comment và để mình tiếp tục sang mình nữa nhá. Đấy, thì cái công cụ màu này khá lợi hại, thì cái này có gì mình sẽ bật mí sau nhá. Có thích nhân đang hỏi để có chia sẻ, cái này từ từ anh sẽ chia sẻ sau, hiện tại đang làm trong khoa học nên là anh chưa chia sẻ vội. Cứ xem theo dõi nhiều trên YouTube, sắp tới thì có thể anh sẽ làm video anh chia sẻ cái này. Đó, và cái này nó sẽ là khó, thực ra chỉ để đo màu thôi, chứ còn để mà phân tích được trên cái này thì nó sẽ mất thời gian lắm. Đấy, ví dụ hai hình nó khác nhau là anh em nhìn thấy luôn. Đấy, nó khác nhau về giải màu, ví dụ highlight vừa lúc đây là cái phần highlight vừa ám blue, còn highlight này nó ám cyan này, thì nó sẽ cho ra hai giải màu khác nhau. Thì cái này nó giúp mình đo về giải màu, nó sẽ đọc được cái màu sắc ở trên tấm hình ấy là gì. Đấy. Chậm tiêu hóa lên mới hiểu sơ sơ hu, vân em thì cố gắng xem nhưng không hiểu lắm. Ok được rồi, video sẽ được đăng lại anh em nhé, mình sẽ gửi cho anh em cái form đăng ký sau. Đăng đã follow, đã đăng ký rồi thầy. Rồi tiếp tục anh em nhé, mình sẽ đi thêm và chuyển thêm sang hình tiếp theo. Ở đây mình sẽ học về những công cụ căn bản thôi. Căn bản là những cái công cụ quen chuyên sâu trên camera và tập trung hoàn toàn vào camera thôi, nên những cái hình nào mà sử dụng Photoshop thì có thể bỏ qua. Đây là những cái bộ ảnh mà mình được học ở Trung Quốc. Đây thì em sẽ xem qua này, xem qua những cái ảnh mà làm bằng cái cách mà ám màu ở trên cái phần color này, rất là đơn giản thôi đấy. Thật ra ở Trung Quốc thì nói thật với anh em là pha chụp ở Trung Quốc bao giờ cũng tốt, cũng tốt, nhưng mà ở thời điểm này thì để mà tốt hơn Việt Nam chưa chắc là tốt hơn Việt Nam đâu. Ở Việt Nam thì mình thấy là một số anh em mà đang cộng tác làm việc cùng mình ấy, thì anh em chụp file không kém gì cả Trung Quốc cả. Đấy, nhưng những cái file này thì anh em cứ áp dụng những công cụ ám màu vùng sáng ám vùng tối vào nhá. Thì đây là một cái bộ ảnh ở Trung Quốc, ví dụ như này. Ở đây mình sẽ cho anh em xem thêm vài bộ nữa cũng làm cùng theo cách phong cách này đây. Đấy, vẫn sử dụng Corel này. Đấy, thì em xem này. Đấy, thì em xem là đây những cái màu mà ám vào vùng sáng ám vùng tối, thì anh em nhìn này, cái phần ở đây có thể là ám cái phần shadow ám mạnh hơn một chút cả mid tone này, nhưng đấy vùng tối ám màu này và tự nhiên làm cho cái ảnh nó sang hơn. Thì để lựa chọn cái ám màu gì và mình sẽ lựa chọn để vùng tối ám màu gì thì anh em cần phải xem nhiều phong cách Trung Quốc, tham khảo nhiều là cái giúp em có một cái tư duy và có một cái điểm dừng nhất định. Và khi mình đã có một cái follow hay một cái gu mình thích rồi thì dần dần mình phân tích highlight, phân tích shadow, sau đó mình cứ làm dần, một lần không được, hai lần không được, và nhiều nhiều lần thì chắc chắn nó sẽ được. Thì phải chịu khó anh em, quan trọng nhất là anh em phải chịu khó rèn luyện và luyện tập đấy. Thì những cái phong cách này hoàn toàn là những cái phong cách mà mình đã chia sẻ cho anh em ở cái cô dâu đơn ấy và ám ở trên cô đơn ấy, nên là cái nó rất là quan trọng, nhưng chứ không phải là mình chia sẻ miễn phí là nó không hay đâu anh em nhé. Đây là những cái kiến thức cốt lõi trong khóa học mà giúp anh em có một cái nền tảng công cụ rất là chắc. Thì cố gắng là anh em xem xong video này, có thể là quên thì có thể xem lại nhé, cố gắng xem lại. Đấy, những cái này thì có sử dụng thêm một chút Gradient Map ở trong Photoshop, nhưng mà cái cách xử lý màu nó như vậy, highlight ám vàng và vùng tối ám màu, thì đây là những cái đặc trưng ở Trung Quốc. Thực ra những cái bộ ảnh này thì cũng khá là lâu chứ không phải là gần,
Những bộ ảnh này thì đã được mình học từ 2017, 2018. 2018 mình đã sử dụng cái hình này rất là nhiều. Hiện tại thì mình đã thay đổi, phong cách Trung Quốc nó đã thay đổi, nó có thêm những khá nhiều tông màu nhẹ nhàng rồi. Đây những tông màu về đậm màu. Đấy, ví dụ như là đây Trung Quốc này, phong cách cho áo dài hỏa này, em nhìn là màu lên cũng rất là sang này. Đấy. Và hoàn toàn xử lý khoảng 100% trên camera. Đầu tiên file gốc nó cũng có vùng tối ám màu như thế này đâu. Vùng tối này sẽ được ám màu. Đầu tiên nó chỉ là màu gỗ trắng thôi, nhưng mà sau khi sử dụng cái công thức đấy vào thì mình sẽ làm được những chiếc ảnh như này và rất là nhàn, cực kỳ đẹp, khá đơn giản. Nhiều anh em thì nghĩ là kéo ảnh nó khó khăn hay nó là một cái gì rời bẻ, phải áp dụng vừa xét hay cái công thức gì đó lớn lao, nhưng không phải đâu anh em. Chỉ cần những công thức cơ bản nhất, nếu mà mình nắm được thì mình kéo càng ít chuẩn công cụ là được, thì mình sẽ ra được cái màu rất ok. Đấy, ví dụ như file gốc này, đây là file gốc này, và gần như là cái màu shadow nó không ám màu gì cả. Thì anh em cứ lựa chọn những cái công thức mà mình đã chia sẻ cho anh em phần ở cổ phần Color Garden, hiện tại nó có thêm một cái không gian màu làm nhàn hơn rồi, ám màu tốt hơn rồi. Đấy. Thầy chưa chia sẻ link hình bên OIO thầy ơi, ảnh trong studio thầy chưa chia sẻ link bên OIO, link OIO thì tạm thời anh chưa chia sẻ vội em nhé, em cứ theo dõi đi, anh cũng định chia sẻ nhưng mà có một số link gì để anh sẽ làm thành video anh chia sẻ sau. Hiện tại đang làm trong cái group của học viên nên là các bạn đang có phản ánh một chút thì cái đấy sẽ chia sẻ sau. Đấy thì em xem qua lại đấy những cái chiếc ảnh như này nhá, cho xem mấy bộ luôn đều cùng một công thức, và mình cũng lúc đầu mình sang Trung Quốc mình giật mình à, mình không nghĩ là ô nó lại đơn giản như vậy à, cứ nghĩ là nó phải gì đó rời bẻ nhưng thật ra là cũng không có khó. Đây phong cách studio này, đấy, phong cách studio này thì mình đã có một video trên YouTube rồi hướng dẫn xử lý phông, cái này chủ yếu quay về hướng dẫn xử lý phông thôi và làm màu cũng rất là basic ở trên camera, cũng ám màu. Cái này vùng tối hơi ám màu anh em nhé, vùng tối hơi ám màu một chút, một dạng cyan một chút. Thì đây những bộ ảnh từ khá lâu rồi, 2019 stock là 2019, là từ 2018, những bộ này từ 2018 lúc mà mình mới học ở Trung Quốc. Đấy, phong cách đường phố cũng như vậy thôi, phong cách đường phố thì cũng vẫn là ám màu vùng tối, vẫn là kiểu nha. Đây là đường phố Trung Quốc nhưng mà phong cách này thì nó không phù hợp ở Việt Nam ở thời điểm này lắm. Rồi quay lại thì đấy là cái công thức về collagen thì anh em cần lưu ý. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình xử lý thêm một cái hình ảnh nữa, sau đó mình sẽ kết thúc cái buổi đầu tiên này ở đây, dừng lại ở đây. Có một cái hôm nay mình chưa chia sẻ nhiều ở phần ở đây, có một cái tấm hình vừa có một bạn nữ hỏi cái này. Đây có một bạn nữ hỏi về phong cách chỉnh cái ảnh này đúng không? Cũng khá là dễ. Cũng đẹp đấy, phong cách này cũng khá là đẹp. Thật ra ở Việt Nam mình có một số file chụp ra như này thì làm cũng không không khác gì mấy cả. Và chủ men sáng rất là tốt. Thì bây giờ phân tích trước cái quan trọng là gì, quan trọng không phải là anh em áp dụng bài xét hay có bài xét đẹp ở đây, quan trọng là phân tích được cái tấm hình, cái tấm hình nó đang ám màu gì, highlight ám màu ra sao, mức độ sáng tối, cái giải sáng tấm hình nó như thế nào. Thì ở đây mình sẽ sử dụng basic đầu tiên này, vẫn là cái gì khác thì kéo đầu tiên cộng tím cho nó hồng hồng lên một chút, giảm vàng lên, cái này file này rất là dễ rồi, lưng sáng lên này, lưng shadow để lên được cái chi tiết sợi tóc lên như là anh em nhìn cái sợi tóc này, giảm black xuống, giờ trừ màu rực này, trừ màu nóng này, tăng màu yếu lên này, giảm highlight đi này, giảm white đi một chút, rồi giảm nhiệt độ màu, giảm vàng lên một chút. Đấy, và bắt đầu nhìn vào chi tiết để mình kéo theo. À, chi tiết thì mình phân tích là phần tối là shadow đang ám màu gì. Thì nhìn cái shadow này nó hơi đỏ một chút, cái shadow của mình thì nó không không ám đỏ là gì. Xuống cái phần đơn giản là con người lên này chọn shadow và ám màu gì thì mình ấn vào cái vòng tròn màu sắc của shadow này, ví dụ như là màu đỏ này. Đấy, đây là sao sự áp lực, lập tức nó sẽ ám cái màu đỏ vào phần tối, đỏ hoặc là hơi tím tím một chút, cái này nó sẽ hơi tím vì nó theo tông, thì nó sẽ làm cho tất cả màu sắc nó theo kiểu như quy tắc phối màu liền kề, nó đưa cái tấm hình nó về một tông màu. Rồi bây giờ bắt đầu cần phải chỉnh lại màu da một chút cho nó sáng hơn thì color mix. Đấy, da hơi vàng hơn một chút, cái này của mình nó hơi đỏ chẳng hạn, hơi vàng xanh hơn chút thì dùng cái phần Oregon ở hue này đổi màu da này, chuyển sang hơi xanh nhẹ một tí. Đấy, và đây thì anh em nhé, ví dụ như là em cần quan tâm nữa thì cứ nhìn vào chi tiết, nhìn xem phần nào khác, phần nào trên tấm hình nó đang còn khác màu thì can thiệp lốt. Ví dụ như cái áo bên này nó hơi bị cyan này, nó hơi cyan, còn bên này nó hơi tím. Xuống đây, kéo cái này lập tức đấy, cái áo nó sang cyan. Quan trọng nhất là gì, quan trọng nhất là phân tích được và đánh giá được từ giải sáng, từ shadow đến highlight
mình xem nó ám màu gì, trang phục nó có bị phủ màu blue hay là phủ màu tím, shadow cũng như vậy, shadow phần tóc ấy. Đây. Và cách kéo rất đơn giản nha anh em, rất là đơn giản để tạo ra những cái màu trong da rất là ok. Đấy, thôi được, hình này rất là dễ. Bây giờ tiếp theo là mình chia sẻ cho anh em một cái mẹo nữa để làm một cái hình cái lèo nhá. Cái lèo thì hơi khó hơn một chút. Lèo này thì phải cho anh em xem cái hình ảnh hoàn thiện. Hình ảnh hoàn thiện thì sẽ ok hơn. 2019. Anh em đợi chút để mình mở cái ảnh lèo lên. Cái file lèo này thì từ khá lâu rồi, khá lâu nó đang nằm ở một cái máy khác thì phải, trong này nó không còn nữa rồi. Ở đây nó không còn rồi. Để mình xem lại trên Hoác nền tảng nhé, xem lại trên Hoác nền tảng là xem là cái file đã còn không. À đây đây, đây là hoàn hình sản phẩm cuối cùng này anh em. Thì cái này nó cần hậu kỳ nhiều hơn Photoshop, nhưng thôi được, đầu tiên mình sẽ dạy em kéo như này đã. Còn làm hậu kỳ Photoshop với file này cũng không không hề khó nhé, cũng rất là dễ thôi. Đấy. Thì đây là cái file sau khi được hoàn thiện. Đấy, còn đây là cái file được kéo màu ở trên Camera thôi. Cái này thì nó thiên về phần xử lý hậu kỳ nhá. Cái này nó thiên về phần xử lý hậu kỳ để làm sao ảnh nó đậm màu và hình khối và nó làm cho nổi bật. Kết hợp thêm một số hiệu ứng ánh nắng đây nữa. Bây giờ mình sẽ làm một file. Cảnh vô sống ổn, quan trọng em làm concept nó như thế nào, có đến không. Ở cái ảnh này là gì, ảnh này thật ra nó rất đơn giản, nó là phần trừ màu thôi. Và đây mình sẽ có một cái mẹo rất là nhanh để em có thể làm được những cái phong cách như này, nó không hề khó. Thầy ơi mà em hút nha, đợi xem lại video chứ giờ em không thích được nữa. Em đợi một chút đến khoảng 10 phút nữa nhé, để em có thể tham gia được group nhá. Khoảng 15-10 phút nữa là xong thôi, chắc anh livestream một hình nữa là ok. Anh đâm trắng đi thầy tí nữa xem còn thời gian không. Anh Hùng Hùng Văn Chấn à, em chào anh Hùng nhá, lại phải gặp gỡ thầy để bàn cách sống thôi. Có hẹn anh rồi mà đến lúc bận quá chưa gặp được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kéo này. Cái mẹo của mình này là làm nó bị thiếu độ bão hòa, thì anh em kéo này, giảm này xuống, tăng này lên, giảm highlight đi. Ở đây mình phải giảm vibrance nhá, rất hay là mình giảm vibrance. Sau đó mình lại cộng saturation lên, đấy, làm ngược lại để nó nổi bật những cái màu nóng ở trong này, nó có những cái tông màu nóng như một cái áo, màu những cái lèo này, những cái chỉ cam nó cần nổi bật đấy, thì mình làm ngược lại. Ngược lại thì đó mình giảm saturation và tăng cái màu này, thì nó tăng màu nóng lên. Đấy, sau đó thì mình tăng một chút cao lên lên. Rồi xuống đổi màu lá cây này. Đổi màu cái phần lá cây là color mix này. Đấy thì đổi những cái màu này xuống sang này. Rồi trừ hết màu đi, trừ hết màu xanh đi. Trừ hết màu xanh thì để ý là cái lèo nhá. Trừ cái phần lumion yellow đi. Bây giờ phải đổi cái màu tiếp, màu lá cây nó sang hơi cam cam này. Sang hưu. Để ý cái lèo nha anh em nhé, giảm màu là sẽ để ý cái lèo tí nhé, không là nó sẽ mất màu cái lèo đấy. Ở đây mình sẽ cần da mặt có độ bóng hơn này, vẫn như cái mình đã nói anh em đó, tăng độ bóng thì làm sao tăng ngoài lên thì da mặt nó sẽ lên độ bóng. Xuống phần xử lý da mặt, những phần nào mà màu nó thừa màu trừ bớt đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao cầm cộng động xuống như này, thì em nhìn ở đây nó bị tối màu xuống nhiều, anh em mình cứ cố gắng là anh em sẽ trừ
trừ hết cái này, nhưng mà em phải kết hợp thêm như thế này này, trừ màu xuống cho nó tấm hình nó tối xuống, hoặc là gom luôn hậu kỳ sử dụng cái hình tròn này, Zenith filter đấy, kéo này, sau đó thì ảnh hưởng đến bên ảnh hưởng bên ngoài thôi, để cho nó đậm xung quanh lại, gọi là xử lý hậu kỳ cho xung quanh nó tối lại. Phần này vừa mình chọn color để phủ cái ảnh kia thì mình chấm vào màu trắng là sẽ quay lại mặc định. Ở trong này có phần filter này, tăng phần filter lên. Ở đây có vị invert này, invert là đảo đảo ngược vùng tròn nhé, invert đấy thì sẽ đảo ngược ra ngoài này. Sau đó thì làm sao? Trừ cái độ bão hòa xuống. Rồi bây giờ xem cân chỉnh lại shadow highlight shadow một chút cho nó sáng lên tí này. Đấy, như vậy là nó cũng ra khá là giống rồi đấy. Còn chỗ này ra cộng đậm nha anh em, xử lý cho đậm xuống một tí thôi, đậm xuống một tí nó trừ màu lá cây. Bây giờ mình mà trừ lửa ấy, mình trừ lửa ở cái màu cam hoặc màu vàng này đi ấy, trong phần color màu da đi này, thì cái phần da nó sẽ bị bợt, nó được cái màu lá cây mà thế nhưng phần da nó sẽ bị bợt đi, thì mình sẽ lựa chọn cái này để ra xốp mình xử lý lại, là cộng đậm xung quanh một chút là ok. Đấy thì trong này nó sẽ làm sao, nó có cái thằng này này, nó sẽ trừ, ví dụ trong đây mình sẽ cần phải làm nổi bật những gam màu nóng, những cái chỉ nó sẽ là những cái cần phải nổi bật, thì mình sẽ tăng cái do sườn lên, phải tăng màu nóng và giảm bay bần đi để cho nhẹ nhàng. Thì cái ảnh này nó cũng không có giúp anh em hiểu nhiều về công cụ đâu, nhất là chỉ là tư duy về về cái kéo màu thôi. Đấy, như vậy là xong. Và hoàn toàn anh em có thể lấy đo màu là màu da sẽ rất là giống rồi. Đo công cụ màu là ok. Rồi thì bây giờ này là mình sẽ bắt đầu nhóm lại công cụ anh em nhé. Bây giờ bắt đầu mình nhóm lại công cụ này, anh em có thể anh em sẽ cần chuẩn bị sổ bút để ghi nhá. Đây là những cái quan trọng đấy, mình sẽ ghi lại. Còn rất là nhiều những cái nữa về camera, nhưng thôi tạm thời mình sẽ chia sẻ hôm nay đến đây, chủ yếu tập trung vào hai phần, đó là phần basic và phần color garden. Còn phần curve nữa thì cái phần curve này mình sẽ chia sẻ thêm khi mà học về tông màu Trung Quốc vào buổi thứ ba, là trên buổi ba công chú đường phố mình sẽ chia sẻ về curve. Còn một công thức về tông màu Việt Nam thì mình sẽ sử dụng thêm phần color garden và cách phối màu ở buổi mai, thì buổi ngày 18, 16, 18 thì buổi 18 mình sẽ dạy cho anh em cái cách để em kết hợp công cụ lại với nhau. Còn hôm nay mình học là hiểu về về tác dụng của từng công cụ. Còn buổi ngày 18 thì mình sẽ học dạy cho anh em để em kết hợp màu, được quan trọng là gì? Hiểu công cụ rồi, nhưng mà cái khó nhất của anh em là gì? Khó nhất của anh em là kết hợp công cụ màu với nhau. Làm sao mình kết hợp để phối màu để tạo ra những màu sắc nó đặc biệt một chút. Ở đây. Đây có một hình ảnh này cũng khá là đẹp và cách kéo nó cũng rất là đơn giản, thế thôi tiện mình làm nốt cái ảnh này nhá. Còn đây là phong cách kiểu Hàn này anh em, Hàn nhưng mà phai gốc, bản thân là phai gốc này cũng khá là tốt. Đây có một lớp phủ nhẹ này, phủ này giảm shadow tone black, thì cái này rất đơn giản rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái tím mình này thôi. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em blend được màu cái phong cách này nhá, và giúp em hiểu thêm một cái công cụ color mix. Vì thật ra cái này nó chỉ là cơ bản thôi, cũng chỉ là cơ bản thôi, nhưng mà thôi cũng có thể một số anh em ở trong này, vì đa phần có một số anh em học vì đam mê, có anh em cũng chưa sử bao giờ, thì mình nói luôn để anh em có thể lắm được những công thức phần color mix này, đổi màu. Đấy, đây file gốc đây này, nếu những cái file này mà anh em vẫn cứ đi lấy những cái preset của tải bất kỳ đâu về, sau đó áp vào thì rất khó để em có thể làm ra những màu nó xuất sắc được. Thì cái quan trọng nhất là vẫn đi tham khảo với biên điểm rừng thôi. Thì cái ảnh này này vẫn chỉnh này, cái gì vẫn chỉnh, cái gì khác biệt nhất trên tấm hình, cái gì mà nó khác lớn nhất cho mình thì mình sẽ chỉnh. Thì đầu tiên là gì, nó bị vàng quá thì đây mình sẽ giảm nhiệt độ màu đi này. Tiếp theo mình sẽ lưng sáng đây này, đấy giảm chút highlight xuống, da mặt thì nó bị xanh green cộng tím đen. Rồi bây giờ cái điểm khác biệt lớn nhất là gì, thì ở đây có cái công cụ color mix, rất nhiều anh em sẽ không biết. Thì color mix là công cụ đổi màu, bây giờ mình cứ cái tiêu chí là cái điểm màu nào khác nhất tới mình thì mình sẽ phải can thiệp đầu tiên. Thì ở đây cái này nó đang chuyển từ green sang aqua này, đấy thì chưa biết sử dụng ở đây, chọn hue và đặt vào đây, kéo này. Đấy thì lập tức mình đã có một cái tấm hình khá là giống rồi đúng không? Nhưng khi mình kéo này nó bị vỡ màu nhá. Anh em nhìn này, kéo nó bắt đầu xảy ra trường hợp bị vỡ màu này, nó bị giảm màu sắc trên này, váy này nó bị mấy màu này, nhìn này, lẫn màu xanh và aqua này. Thì đây là cái nhược điểm mà mình đã nói, đó là nó thay đổi hai công cụ này. Khi mình sử dụng cái công cụ green và aqua này, em nhìn thấy này, green và aqua thì nó đang thay đổi trực tiếp trên hai công cụ sử dụng cái mắt thần này. Thì ở đây mình cần phải sử dụng mình làm chuyên nghiệp, có nghĩa là đa phần là các bạn sẽ làm theo chuyên nghiệp thì các bạn phải biết tác dụng của từng công cụ một để mình kéo.
Đấy, mình kéo từng cái một. Đấy, thì khi mình kéo như thế này ấy, thì nó sẽ khớp. Nó sẽ khớp và nó sẽ không làm cho ảnh bị vỡ màu. Nhìn cái váy này, nhìn cái váy, mình sẽ nhìn cái váy cái mình làm từ từ thôi. Đấy, thì mình chỉ làm như thế này thôi để làm sao nó không vỡ màu này. Cái váy nó vẫn luôn là một màu này. Sau đó thì can thiệp thêm phần basic, chứ đừng một phát mà sử dụng cái cơ này nó sẽ thay đổi hai công cụ. Thay đổi hai công cụ và khi đó mình lại phải cân chỉnh lại, thì thay vì đó mình sẽ tự chỉnh và cố gắng là hiểu công cụ này hơn. Vì nếu anh em đã xác định là đi sâu với nghề này thì anh em phải hiểu về tác dụng của từng cái công cụ aqua trên này này. Aqua trong công cụ hue này, trên không gian màu thì mình phải hiểu về hue là để làm gì, đổi cách màu đấy. Và đây mình sẽ vào basic, mình cân chỉnh lại một chút nữa, tăng white này, tăng white, tăng cái độ bóng lên cộng tí lên một chút nữa. Trả lại màu vàng một chút, nó hơi blue. Đấy, việc của anh em bây giờ chỉnh là rất đơn giản rồi đúng không? Việc còn lại anh em chỉnh chi tiết rất là đơn giản. Đấy. Đấy, thì như vậy là xong. Thì cái này nó giúp anh em hiểu hơn về công cụ Colormic. Và quan trọng nhất là gì? Cái điểm khác biệt lớn nhất với mình là cái điểm can thiệp đầu tiên. Sau đó hẳn cái câu chuyện là can thiệp cái màu sắc gì đó, can thiệp những cái chi tiết làm cho tinh tế hơn, hay can thiệp là color garden hay shadow hay black, cứ cái gì nó khác nhất trên cho mình thì mình sẽ can thiệp đầu tiên, đặc biệt là về nhiệt độ màu, đặc biệt là về độ sáng, rải sáng và nhiệt độ màu đấy. Rồi, ok, với ngày như vậy là tạm thời là đã ok. Thì buổi học hôm nay chắc là dừng ở đây, bắt đầu đến phần tổng kết thì cái này nó sẽ khá đầy đủ, thì mình sẽ nói qua một chút, anh em cứ ghi chép đi nhá, buổi sau ấy thì mình sẽ học sâu hơn về những công cụ này.